Rồi mình xin chào tất cả mọi người nha. Thì theo cầu của một số bạn có yêu cầu mình làm mã ngọc của vị tướng Malok. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ ngọc của Malok nha. Thì bản ngọc này mình sẽ dùng cho đi top, mình không dùng cho đi trợ thủ nha mọi người. Thì khi chơi Malok đi top thì mình sẽ lên cho vị tướng Malok là lên sát thương cao luôn, lên công hết. Mình ít khi trang bị thủ lắm, nhưng mà đổi ngược lại thì máu nó yếu và cái giáp nó yếu, rất là yếu luôn, nên là mình chơi Malok á thì mình sẽ dùng cái combo cho nó thích hợp nha mọi người. Rồi sau đây mình sẽ đi vào bản ngọc nha. Đầu tiên á, công vật lý mình là lên cộng 25, tỷ lệ chí mạng làm lên cộng 7%, thiên giáp mình lên 64, sát thương chí mạng là mình lên cộng 36%, tốc chạy là cộng 10% nha. Thì sau đây mình sẽ đi vào bản ngọc. Đầu tiên á, 10 viên ngọc đỏ thì mình sẽ lên là tỷ lệ chí mạng là 0,7%, sát thương chí mạng là 3,6% nha. Còn về ngọc xanh á thì mình sẽ lên là công vật lý và xiên giáp. Công vật lý là 6,4, xiên giáp là 0,9 nha. Còn ngọc tím này á thì mình sẽ lên đúng 10 viên. Công vật lý là 1,6, tốc chạy là 1% nha. Thì ở đây mình sẽ lên cao á công vật lý cộng 25 để cho đi top nó mạnh mẽ nha mọi người. Ở đây mình sẽ không lên top đánh cho vị tướng này khi đi top, tại vì mình sẽ ưu tiên lên cho cái công vật lý nó cao. Rồi tiếp theo mình sẽ đi vào cái phần trang bị và phù hiệu nha. Thì trang bị của vị tướng Malok á thì đầu tiên á mình sẽ lên theo cái công nha mọi người. Mình lên cái thương trước, sau đó mình lên chiếc giày hậu vệ. Nếu mà mình gặp tem bạn những vị tướng như là Omen rồi Vega thì mình lên chiếc giày hậu vệ để cho mình trâu thêm mọi người. Và nếu mà mình gặp tem bạn có pháp sư mà đi đường giữa hơi mạnh á, nếu mà gặp như là những cái vị tướng mà đi solo với mình á thì như là vị tướng có bảo kê hay là hoặc không bảo kê, thì như vị tướng nó có sát thương phép á thì mọi người hãy lên cho mình chiếc giày kiên cường nha. Đây, nhưng mà thường thường á thì mình chơi mình lên chiếc giày hậu vệ nhiều hơn, tại vì mình đi solo mình gặp đa phần là vị tướng Omen, Vega đều đó thì mình lên giày hậu vệ nhiều hơn. Rồi món thứ ba thì mình sẽ lên công, đó chính là canon Phoenix. Thì canon Phoenix này á mình lên công lên thi món thứ ba, nếu mà tem bạn gặp như là Triệu Văn, Thu, Lữ Bố, Florentino nè đó, rồi Kigot đồ nè, thì mình hãy lên canon Phoenix nha. Và món thứ tư này mình sẽ lên món thủ, chính là cái áo tròn băng giá. Và ngược lại, nếu mà tem bạn á đấu sĩ á mà nó chơi theo kiểu đỡ đòn nhiều á thì mình hạn chế, mình cũng không lên canon Phoenix cũng được, mình lên bằng món thủ luôn các bạn. Mình lên cái này nè, cái khiên huyền thoại cũng được nha. Rồi và món thứ năm này á mình sẽ lên cái xăm đao bảo táp, nếu mà mình muốn chơi theo full công luôn, còn nếu mà mình lên bằng món thủ cũng được. Nếu mà thủ thì lên giáp phong khổ, còn công thì lên cái món món này nè. Nếu mà tem bạn có đỡ đòn á thì hay là các bạn tem bạn có hai người lên theo kiểu thủ á mọi người, mọi người lên cây kiếm Mugabasa để mà xuyên giáp nha. Rồi cuối cùng thì mình lên giáp phong mệnh. Thì các trang bị á thì mình không có mặc định được mọi người, tại vì khi mà vô tem á mình mới thấy cái tem, mình mới lên cái trang bị để mà mình khắc lại mới được, chứ cái trang bị mình mặc định là mình sẽ bị phế lắm á. Tiếp theo là cái phần phù hiệu. Phù hiệu của Malok á thì mình chọn cái ma tính. Đây, cái ma tính này á khi dùng cho Malok á thì nó sẽ giúp cho vị tướng này tăng lên sức mạnh nha mọi người. Rồi cái phần mình chia sẻ về bản ngọc Malok đến đây là hết nha. Mình xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào các video tiếp theo nha.